nó già tới rồi đấy. Vậy tính từ đâu tới từ đoạn này hả? Không biết luôn, giờ có anh chế rồi này. Nó qua nó nằm bên này mà, nó đâu có nằm bên đây đường đâu anh. Bên kia nằm bên bờ biển mà. Hả? Biển đâu có đất đâu, 1000 hectare nó nằm bên đúng rồi, đúng rồi, nó nằm bên này, nằm bên đây. Nhưng mà nó sẽ có mặt biển luôn, đúng, nó đúng là nó có mặt biển luôn, nó kéo dài ra đây luôn, nó chỗ tiếng hồng á. Giống như nó phải là xiêm. Đây. Để chắc mấy cái đồi này rồi. Thấy nó chưa có dừng rào luôn. Rào chứ. Rào nó không có tiền là mấy rào. Sim. Giống như Nova Hill đó. Dạ tới khoảng mấy trăm mét thôi quay lại. Nó chỉ vậy thôi. Sài Gòn. Hà Nội. Lẹp trong quân. Phan Thiết Bình Thuận. Tính thẳng mình cái đây. Đội trống mất con đó nên chắc là mình Overland. Trống nghe biển thì để hỏi tên Nova cả. Có đi biển ha. Chỗ nào mát mát. Ở tên Nova đi. Đi xuống đây mà nhìn thấy gì không cam tâm. Chứ 5-10 năm là thấy không nổi rồi đâu. Thì nó nổi phần nào thôi.